Chà Mau. Không biết. Chưa quen, tình quen là quen cái nó hết nè. Mình biết cái cách ôm của nó, mới động vậy đó. Ôm hai cánh cái chụp lại cái nó không vậy được. Chiều chiều cái mình đem ra đây cái tụng kinh nó gì ha, thầy từ nào sư phụ tụng kinh cái ẩm nó ra vậy đó. Nó đứng chừng cũng hơi lâu lâu á. Từ từ nó giãn với mình, nó gần gũi. Giống như mình thuần quá nó. Cái con này cũng ẩm để thường thành nó dạng, còn mấy con kia ít. Nhỏ hơn chút. Với lại cái chuồng nó cũng nhỏ quá, chuồng lớn là chút xíu à. Hơi hẹp. Tôi đưa lên đây là mừng lắm, sư phụ đồng ý là mừng chứ lắm á. Dạ. Mấy con loài linh thiêng mà nó ở chùa là đúng sách luôn đó, đúng bài luôn đó. Dạ. 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 Gù ha, đúng không? Gù ha. Con kia nhỏ hơn chút. Không, nó đeo cái đó mà đẩy nó cứ sắt cái bùng công sắt luôn. À, đây là cái sala Đức Phật nằm. Sư phụ lấy đi, cô con chỗ con chụp cho sư phụ làm cái hình nền. Đẹp lắm sư phụ. Cái này hình nền của mình là hình nền thực tế luôn nè. Ê cưng em trai cho ly nước em trai. Em trai ơi. Ê em trai nào quản lý nước nôi cho anh ly ơi. Khát nước rồi. Cho ly ơi. Có rượu đó. Dạ dạ. Khát nước quá. Tại bị sạn thẳng rồi uống nước nhiều quá được. Hai ly cũng ly không được. Cảm ơn nghe vậy gì. Anh đang bỏ đá không? Bỏ đá còn bỏ đá. Em ơi được. Được được được. Ờ. À, vậy là anh quá quý rồi đó. Trước là lạ không được đâu. Giá này con ở đây đi chùa chuyện nữa con. Mấy anh này hiền lắm. Hiền lắm. Mai mốt rồi nữa mua thêm để dành tiền mua thêm cho đông vui. Thường những cái tranh vẽ đó là nó là vẽ chim công với nó phụ dạ, dạ. Quạng ở đâu có giống chim công mình không dạ. Ai ngờ ta để tới trồng cho không con chụp sư phụ nó con không bây giờ để con chụp sư phụ trước đi để nữ chụp sau sư phụ ngồi sao. Tâm tâm là một.